Hôm nay chúng ta sẽ cùng với các bạn nhỏ tổ chức giải đấu con quay vô cực. Đây là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bạn. Đây. Là có sẵn 7 con quay. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức bốc thăm cho 7 bạn nhỏ. Người nào bốc thăm được số 1 thì sẽ được ưu tiên chọn con quay cho mình. Ai là người bốc đầu tiên? Ưu tiên cho nữ, bước xuống lên. Ưu tiên cho nữ, xuống tới lùng, lùng xuống tới cao, cao xuống tới hấp. Số mấy mới xuống? Số 2. Ghê vậy hả? Số 2 hả? Rồi lùi về. Bốc bu lên. Bốc bu số mấy? Số 3. Số 3 hả? Rồi lùi về. Nghĩa mặt. Số 4. Dạ, bây giờ là tới đứt lên. Số 8. Rồi, lôi lại. Sơn lên. Số 1 đi, số 1. Số 1. Số 1. Số 1. Bảo lên. Số 5. Số 5 rồi, Dương. Dương lên bốc. Số mấy? Số 6 ông ngáo. Số 9 chín cái đầu ông á. Rồi xếp hàng, xếp hàng. Số 1 giơ tay lên. Rồi lên lửa con quay. Rồng lửa. Con gì? Giới thiệu tên. Thằng rồng vuốt lửa. Thằng rồng vuốt lửa, đúng rồi. Lùi về, lùi về. Ai là số 2? Mấy xu lên. Chọn con quay đi. Con gì? Đây là con quả nhật tinh anh. Hay quá, lùi về với xu. Số 3. Số 3 là ai? Con. Ốc bu lên, lửa đi. Con này là con gì? Con này là con lưỡi hái bóng tối. Hay quá, bu lượng cái con ngầu quá. Con đó là con quay tấn công của thầy giáo trong học viện con quay vô cực. Cực kỳ mạnh luôn. Rồi ai là số 4? Rồi lên lửa ông. Nghĩa mập. Rồi là con gì? Thần phong giáp chiến. Thần phong giáp chiến. Nghĩa mập lựa con thần phong giáp chiến. Mập quá mà lựa thằng gió hả? Tới số mấy đây? Số 5 rồi. Bảo ngáo. Hay quá. Bảo ngáo lựa con này rồi. Con gì bảo? Thánh địa hữu hộ. Con gì? Thánh địa hữu hộ. Thánh điện thủ hộ. Nói ngọng không à. Tới ai? Tiếp theo. Số 6 rồi. Con gì? Đây là số 8. Con này là con gì bảo? Cái này là thần tiễn Lâm Thạch. Thần tiễn Lâm Thạch. Con gì nói coi Dương? Thần tiễn Lâm Thạch. Ok. Rồi bạn Đức người cuối cùng. Con này là con gì? Thần giáp chiến xa. Thần giáp chiến xa, hay quá. Sao không chọn con kia mạnh hơn con này nữa? Vậy là còn con này là con gì đây? Chiến thần cự kiếm. Chiến thần cự kiếm đã bị bỏ quên. Dẹp qua một bên. Bị lạc lên rồi. Rồi bây giờ bắt đầu thi đấu nha. Vòng đầu tiên là đấu bàn đấu cơ bản. Một với hai. Bắt đầu từ vòng trong là đấu bàn đấu của vực ảo ảnh. Ai bảy? Ai bảy? Không. Bảy á. Tám là bảy á. Số 1, số 2 giơ tay lên. Rồi.
Đây là cặp đấu đầu tiên của giải đấu lần này. Đức Sơn thể thao lộn. Sơn thể thao với Su đẹp gái. Ừ, chết Su rồi. Sơn thể thao cầm con gì? Con rồng vuốt lửa. Diệt quái diệt long của Sơn. Bé Su cầm con gì? Quả chân tinh anh. Yeah, vô. Hai đối thủ bước lên. Bàn đấu cơ bản. Cố lên. Ở ngoài cổ vũ nhiệt tình nha. Tôi chắc trận này Sơn thắng à. Mấy hiệp? Đấu 3 hiệp. Cho một cước cho mày. Người nào thắng 2 hiệp đầu trước thì người đó thắng. Để đây đi. Của anh. Nhưng mà để đây xuống đi. Đi làm đó ba. Ấy, đi đi ra. Kéo 3 lần. Cô trời luôn à. Ba dán hay năm? Ba dán. Vô. Ơi, vô. Ồ, mấy cái. Ba cái. Hay quá, trận đấu hấp dẫn quá. Một không. Sơn thắng hiệp đầu tiên. Hiệp tiếp theo. Vô, giật 3 lần. Su đã bị thất bại. Con của Su là học khóa cân bằng về nên bình bảy. Sơn là người chiến thắng. Sơn bước vô vòng trong. Bé Su đẹp gái đã bị loại. Tại sai được 2 lần. Trận đấu đầu tiên đã xác định được người chiến thắng. Yeah, rồng lửa vô địch. Hay quá. Số 3, số 4 đâu? Giơ tay lên. Số 3, số 4. Anh số 4 nè. Đâu? À, số 5 rồi, nhầm. Từ rồi, bỏ ngáo. Bây giờ một cước, Đức đẹp trai. Bà bóng bước lên. Ngô, trận này dễ nè. Trận này đủ để phía cá. Trận này là ông Bu thắng. Bây giờ khoan, bây giờ đổi thể lệ thi đấu nha. Cứ giật thoải mái đi, chừng nào điểm 1, 2, 3 cái thả xuống. Cầm như nào. Nào, xong cái bóp cái này một cái một là rớt à. Bóp một cái hả? Ừ, cứ cầm về đi cho nó mạnh. Hết, đi ra vô. Hộp vô. Đứng chạy quá mày. Rồi, Nghĩa chiến thắng 1-0. Hiệp tiếp theo. Rồi, hiệp 1, Nghĩa Mập thắng 1-0. Hiệp 2, vô. Hay quá. Nghĩa Mập là người chiến thắng. Trận đấu thứ hai giữa Ốc Bu và Nghĩa Mập. Nghĩa Mập là người chiến thắng. Hay quá. Rồi lùi lại hết mấy ông tướng. Số 5, số 6 bước lên. Hay quá. Trận này dễ ăn. Đây là trận đấu giữa Bảo Ngáo và Dương Hồ Lao. Dương Hồ Lao đi trái bí đao. Hay quá Bu ơi. Vô hiệp 1. Rồi chết kêu Dương rồi.
quá. Trận đấu thể hiện sự bền bỉ giữa hai con quay. Hiệp đầu tiên. Giờ đấu ngon nè. Tiếp theo muốn đấu sao đấu, xin miễn chiến thắng là được rồi. Vô. Hay quá, pha tấn công ngược của Bảo Ngáo. Hay quá, trận đấu rất hấp dẫn. Bây giờ là hiệp cuối cùng. Vô. Ôi, phải nhanh lắm. Vô, vô, vô. Phòng thủ chiến thắng phòng thủ. Wow. Quá hấp dẫn. Hay hay. Kỳ phong địch thủ. Quay, quay. Rồi. Thánh điện của thánh điện thủ hộ có vẻ như là tiêu rồi. Sao tiêu được? Sao mà tiêu được? Sao tiêu được? Còn lâu. Còn cái vòng chứ bảo vệ thánh điện thủ hộ mà sợ cái gì? Ôi. Chết đi. Chết đi chưa? Bảo Ngáo là người chiến thắng. Bảo Ngáo chỉ được cái ăn hên. Dương Hồ Lao. Dương Hồ Lao hò quá, thất bại. Hồi nãy giờ thôi. Rồi, lùi lại hết. Nãy là số mấy với số mấy đấu vậy? Mấy đứa? Số 5, số 6. Số 7 quay vào. Số 7 đấu với... Số 8. Rồi, số 7 là ai? Số 7 là Đức phải không? Rồi, Đức bước lên. Không ai, số 8 thôi. Không ai, số 8 thôi. Con số 8. Rồi, vậy là Đức được miễn qua vòng loại. Hay quá. Có một sự thay đổi trong con quay. Đáng lẽ giờ Đức đẹp trai đổi với con quay của ai? Dương Hồ Lao. Đức đẹp trai bây giờ cầm con gì? Thần Tiễn Lâm Thạch. Thần Tiễn Lâm Thạch, hai vòng chiến đấu quá hay. Bốn người chiến thắng của vòng loại đầu tiên là ai? Bước lên. Hay quá, có ba người vậy. Lộn gì? Ông Nghĩa này Hồ Lao. Nghĩa mập. Nghĩa mập. Này, cái gì? Mập quá đi không nổi. Yeah. Rồi bốn người bốc thăm đi. Số 1. Số 1. Số 2. Số 3 đâu? Yeah. Số 3. Số 4. No. Rồi. Dục đi. Rồi, bước vào vòng trong chúng ta sẽ đấu bàn đấu của vật ảo ảnh. Số 1, 2 đâu? Trời. 2 đâu? 2 kìa. Số 2 đâu? Ngáo ngáo gì vậy? Nghĩa mặt. Ngồi vô. 2, số 4. Ôi dồi. Ông số 4 hả? Ừ. Bây giờ là trận bán kết giữa Đức đẹp trai. Đức đẹp trai cầm con thằng Tiễm. Thằng Tiễm Lâm Thạch. Hai vòng chiến đấu. Nghĩa mặt. Còn cầm con quay thằng Phong Giáp Chiến, con quay của nhân vật chính trong phim Con Quay Dư Cực. Đấu ba hiệp.
Vô. Một không. Con mạnh luôn. Đức đẹp trai là người chiến thắng hiệp đầu tiên. Nghĩa Mập giật mạnh lên coi, giật gì mà búng thiêu vậy? Búng thiêu. Nó quay như lùa địch. Hiệp đầu tiên vô. Cởi nè. Ê, hiệp tiếp theo lộn. Ủa các bạn. Ồ, ghê ta. Hay quá. Anh Đức thắng rồi. Rồi đúng rồi. Đức thắng rồi. Ôi trời ơi. Không ai là người chiến thắng. Yeah. Trận bán kết thứ nhất, Đức đẹp trai chiến thắng. Trận bán kết thứ hai, số 3, số 4 bước lên. Đây là trận đấu hấp dẫn đây nè. Hai đối thủ sừng sỏ. Bảo Ngáo cầm Thánh Điện Thủ Hộ. Sơn Thể Thao cầm Thần Rồng Kim Long. Hay quá. Hẹp thứ nhất. Vô. Má ơi. Ơi. Ủa cái gì mới ăn vậy? Mới ăn gì đâu? Ghê thiệt. Ghê quá à. Lần này ghê hơn mỗi lần nè. Chết tôi rồi. Chặn cầu đỉnh cao. Hay quá. Ui. Rồi. Ghê thiệt. Hồi nãy nào mới ăn vậy? Có dắn nào đâu. Hồi nãy bún ta cho cái bụp. Thôi kệ đi. Rồi xong. Con tới nơi rồi. Nó biết. Một không. Bạn Áo là người chiến thắng hiệp đầu tiên. Anh ấy đang cười sung sướng. Hiệp tiếp theo. Vô. Dù hai con rơi vào cạm bẫy hết nhưng mà Bảo Ngáo là người chiến thắng. Là giờ tôi cái này nè. Hay quá, Thánh Điện Thủ Hộ rất xuất sắc. Rồi lùi lại. Lùi lại hết. Đây là trận chung kết rồi mọi người ơi. Bây giờ bắt đầu trận chung kết. Ai là hai người vô chung kết, giơ tay lên. Hay quá, bước lên. Rồi, trận cầu đỉnh cao thực sự là đây đây, trận chung kết. Y chang nhắn rồi. Mấy bạn thất bại ở ngoài cổ vũ nha. Trận chung kết. Hẹp thứ nhất, vô. Con tự vậy thôi chứ nó mạnh lắm. Hay quá. Một không, Bảo Ngáo dẫn trước. Trận này có từ đâu ghê. Rồi, hẹp tiếp theo. Đức đẹp trai gắn lên. Hay quá, hay quá. Wow. Dứng này đây. Oh, kết thúc trận đấu. Bảo Ngáo là người chiến thắng. Rồi Bảo Ngáo giơ con quay lên coi. Chức vô địch của giải đấu lần này đã thuộc về Bảo Ngáo.
Đây là chức vô địch cực kỳ quan trọng. Không biết bộ áo khi chơi giờ nào cũng đều thắng hết gì ta.